Giờ này Hương lúng nhiều lắm. Hôm thứ ba đi bán xôi quên cho phần Alac nữa. Cái sắm sắm nhà lá Alac quên. Rồi hôm thứ tuần trước cũng quên. Nhớ của cô quên cái là phải lấy cơm ở nhà đem xuống cho mấy người đó. Ăn cơm với lại khoai tây xào thịt bò. Tuần này quên nữa. Cho nên bữa nay đem cơm nữa. Đem cơm với cá khô. Alex nó mê cá khô. Bữa nay cho nó ăn cơm cá khô. Tuần sau nhất định không quên. Nấu xong để phần ở nhà cho tụi nó trước rồi mới đi. Ở bên cơ bị tổ không có ai đem đồ ăn đến quý vị ơi, cho nên có vài người nhiều, Hương với Hằng thôi. Ở bên Tuli là quá trời người đem, hội đoàn này hội đoàn kia đem tùm lum á, cho nên nó đã khổ rồi còn quên nữa. Còn sau làm xong cất riêng ra chẳng. Ai trong đó? Thấy không? Thấy không? Hôm qua chị đi bán xôi mà chị quên đem cho em, cho nên bữa nay chị đem cho em nhưng mà không có xôi, có cơm cá khô. Thích ăn cơm cá khô không? Không thích hả? Thấy không? Không thích thì thôi tôi đem gì tôi ăn. Nuôi ai nấu vậy? Em nấu hả? Alex, tháng này phiền phút tem em có không? Có. Thiệt hả? Em mở ra em chạc nó được hả? Làm sao được? Có nhiều người nói rằng là mà bị phút em bị người ta ăn trộm hết. Ai? Nhiều người, bố chị. Nó đem nó mở ra nó lấy hết phút tem của em, nó đi nó mua ở đâu, ở tiểu bang khác á. Của em á hả? Không, của người ta. Em không bị hả? Anh Phúc có phút tem không? Có hả? Ok. Có ở cái bàn khác mà muốn lấy tụi nó nói lấy, tụi nó lấy anh. Ủa vậy anh Phúc phải đi lên dưới kia nói cho người ta biết. Chết rồi. Giờ đập like lại ở đây đi. Lấy cái nỉ ăn chứ sao ăn được. Ông Mỹ mà ông có biết ăn cơm cá khô không? We are no longer bringing around the spaghetti, you know why? But we still in a trolley at the library. Did you go over there? Okay. All right, that's good. If the people here, they don't know, you tell them. Yeah. On Sunday noon. Sunday noon? Every Sunday noon, okay. Yeah. It's scary here, so we don't know anymore. Go through over that side. Yeah. One over there, yeah, it's bad dog. Yeah. They bite. Yeah. Scary. They maul people. They're very bad dogs. Yeah. Very bad. That's why she said no longer go around. Yeah. Trời, hôm nay mới có phút xem mà sao không ăn cái gì sang sang á, mà sao thấy ăn thịt gà thảm thiết vậy? Ui, có súp nữa nè. Quay súp của Alex nè. Alex nấu súp bí đỏ. Súp bí đỏ thịt bằm, còn đây là Alex chiên cơm với thịt gà. Hương đem đến 3 phần đó. Xong rồi Alex đưa cho ông Mỹ này phần. Không biết ông có biết ăn cá khô. Mỗi người cái mỡ. The dry fish, you have to uncover it from the, yeah. Em có thèm cá khô mà lách? Yeah. Thèm máu khô chạy tới nhà chị Hằng nhiều cá khô lắm á. Vậy. Yeah. Bây giờ có đi cô Hoa làm giấy tờ gì không? Làm giấy tờ gì mà chắc cần mãi đi hả?
cô Hoa nói là giờ làm việc em phải đi lúc sáng, em đợi 5 giờ chiều em tới, người ta đóng cửa hết trơn rồi anh Lát. Trời đất ơi, ông ơi, ông ngủ gì mà tới 5 giờ chiều ông mới dậy, sáng là phải về sớm. Kẹt xe ở bên. Chà, ông làm như ông lái xe, ông nói đi kẹt xe, xạo gì vừa thôi, ngủ cho cố tới chiều luôn. Xe trên đường đông quá. Nó mặn khủng khiếp luôn, cho ông ăn xong ông cũng khóc luôn. Ông người Mỹ, ông đâu có biết mình ăn cá khô, ông ăn như là muối. Qua đi bán xôi mà quên ghé qua em ạ. À, lát hàng nữa là thấy cái răng cá khô lắm. Bữa nay cầm nguyên con cá cắn với bẻ không được đâu, nó cứng lắm. Cầm nguyên con cá bỏ miệng cắn luôn. Hằng nói là lát thấy răng cá khô lắm cho nên hôm qua Hương đi bán xôi, Hương quên đem để phần cho nó. Dư nhiều lắm mà cho người ta đem về hết, quên em luôn á lát. Cho nên giờ cho em ăn cá khô. Ngon không? Mặn như muối hết sảy quá ha. Cá này là khô cá đù. Chị của chị đi Việt Nam về đem về. Bây giờ phải ngủ làm sao mà dậy khoảng trưa trưa là phải lo chạy con Hoa. Ông ơi ông, 5 giờ người ta đóng cửa mà 5 giờ ông mới tới con Hoa thì còn làm giấy tờ gì nữa trời. I saw that there another tent next to your. So somebody else next to, I saw another structure kind of thing. Or maybe you expand it out. No, a friend of mine stayed for 2 days. That was it. Oh, he yeah. stayed only and one day. He moved down the down the trail. Oh. Yeah. This week I will make a pasta with shrimp, and then the following week will be spaghetti. I tried to change it around. Spaghetti is good. Oh, you like the yeah. spaghetti? Huh? Is it make? How did I make it? It is similar to the American, not kind of different. It's kind of different, yeah, huh? Different. Yeah. I like it though. I don't know how. You know why? Because I put cheese in it. Yeah. I put like the whole pack of cheese in it. It's good. Sometimes I tell myself, oh my goodness, I don't know if they know what they're eating. It's different, it's variety. Yeah, it's better. I got to go over to the deli, pick up my bike today. Oh, where? At the bike shop. You bought it new or you ready to fix it? I had to fix, yeah. Oh. Yeah, the tire, I got, last Sunday I got run over by a car on Center Road. Really? Yeah, that's what happened to my face. And then did they stop? And no. Oh, they ran. No. Did you remember their license plate? I go to the police. They make a police report out of it, and he turned around and told me that if the car ran me over that way, I'd have broke my leg and everything else. I said, no, I didn't break my leg, but I say he hurt my elbow real bad. Yeah. My elbow swelled up real bad. Oh, you don't have a car or a cell phone? No cell phone. Oh, if you have a cell phone, you can take a picture. Yeah. But the police say they seen the guy do it. He come out of the trailer park and he turn around and he didn't stop, you know, for the sidewalk, and he run right over me. And my bike slid underneath the driver's side tire, and he run right over it. And police, San Jose police, they chased after him for a little bit, and the cop come back to me and make sure I was okay. And yeah. So he say chase, but he didn't get him. Ah. If you have, if you kind of low income, you have a Medicare, you can apply for Obama free phone. I had, but you lost it. Yeah, well, I give it to a friend. Yeah, I turn around and give it to a friend of mine because he had more people to call and stuff like that. And I told him, I said, I don't call nobody or anything like that. Well, the phone is just, it's a nuisance because then you got to worry about charging it all the time, like that phone. You got to worry about charging it. Yeah. It's too much. Okay. I have other things to worry about that are way more important than the cell phone, you know? Oh, okay. But the officer told me, he said, you know, they're a good thing to have. Huh?
Bây giờ thì mình có nước đá ngoài á, nhưng mà không có cái đồ gì đựng. Em có đồ đựng không? Đi kiếm cái đồ gì cho để cho Thuỳnh. À, nó có cái đồ dưới gần bóng Mỹ ngồi nè Huỳnh. Sạch không? Thuỳnh sạch không? Thùng đựng nước mà. Thùng nước đó phải phải để mình rửa. Rửa đi, rửa Huỳnh, bỏ nước vô uống. Lên đi. Chị sẽ có khóa cửa không vậy? Có, nè chìa khóa nè. Huỳnh. Lên nó đổ vô. How do you go from your place over here? You go around or you cross the water? Water so low. Oh, really? Now it's low. Yeah. But then it's still muddy at the bottom. You have to find some rock and step on it, rock by rock. That's a fish. Yeah. That's a fish in the stream. Oh, really? Mm-hmm. A lot of fish in there. Big or small? I don't know. Oh, you can fish it and then cook? Yeah. Did you try it? I've tried one or two times, but not too many. The still water is no good, but you know, the water is water. We need the water, you know. And a lot of people, they don't understand. They're watching it, they turn on and a lot of people do that, you know. Sống ăn cơm cá khô anh Phúc. Anh mới ăn cơm mà con. Mới ăn cơm với lại căng nó nấu hả? Thịt gà hả? Ai làm thịt gà? Ông Malak luôn hả? Ai cho? Ai đem tới? Ai đem thịt gà tới hả Lát? You want warm? How long have you been down here? How many years? 11. Really? Mm-hmm. Yep. It's God, God give me this, you know, this is not homeless to me. Lifestyle. Yeah. You know, and when the police, they come through and they sweep and stuff like that, they don't bother me. Because your place very nice, the nicest place. Keep it clean and stuff nice like and clean and yeah. Everything, yeah. You know, they don't see, you know, beer bottles and glass bottles and stuff like that lay around all the place. They don't see none of that stuff. Yeah, very nice. They don't bother me, you know. You are the only one who keep it nice and clean around, yeah. I pay, $600 for the tent. That much? Yeah. I know it's expensive because it's big, but I didn't know it's $600. Yeah. Wow. I ordered that was special. It's a special order, you know, because they. Sử dụng nước sạch. Special order because they didn't make it. It was a 12-man tent for 12 people. Yeah, very big. Yeah. It's got the vital rooms in it, so that way it's got 1, 2, and 3, you know, rooms in it, and then it had the But you actually by yourself. Yeah, yeah. It's got a big bar of light going all the way across the whole top of the tent. That way it only takes six D batteries to run the whole light. And they stay. I don't leave the light on all the time, but I don't no radio, no TV, nothing like that. You have solar? Yeah. Oh, that's nice. Two solar. How much did you buy for the solar? I for the little panels, they're probably, no bigger than this, than the water right here, the panel right here. And they keep the light going for about 2 months. And they give rechargeable batteries so that way they don't die. Oh. You know, and they just keep the light off during the daytime, and the nighttime when I go to, you know, change the clothes, you know, you ready to go to sleep, I turn it on for like maybe 10, 15 minutes, and that's about it. Yeah. You know what I mean? Do you cook by for yourself at all? Yeah. Oh, you do? Yeah. You do cook? I saw you have a fireplace in the front. I take all the rocks from the creek. Yeah. Just where it wash out that around me, and take me, me, Jason, TJ, and Calvin. All four of us to turn on, put the log in the fire. It's been burning now, I've 6 days now. It's still burning, you know, it's smoldering. It's where? Right down here. Somebody burn it. Huh? Somebody burn it. No, I've been burning it. They make a food stove. He's dug down so that way the hot ash. Uh-huh. They don't blow around or anything like that. Yeah. Yeah, see? Có chút nước uống không? Có chút đá đỡ buồn. Làm sao mà dưới này mà em mua được kem em để hay vậy lát nó không chảy ra hả? Ờ mới năm tới hả? Ờ thôi. Bây giờ anh này xong là khát nước là muốn chị múc cho. Hả? Rót nước nào? Chưa hả?
Do you go to the trolley on Sunday often? Mm-hmm. Every week? Mm-hmm. Please pass the word around so people hear. Yeah. Thôi đi về em ơi, thế này. Bye bye you guys. Mm-hmm. All right, bye. I'm leaving. Bye. You can enjoy. Thank you. Bye. I know I lose mine for the black one that I've had for a while. I've had it for almost 5 years and they think that. I have to have rims and tires put on it. That's what I'm doing today. Wow, you keep it for 5 years, you're good. Yeah. You put it inside your tire, huh? Yeah. Let's go. Normally, it's only one night and then it's gone. Yeah. Like that. All right, bye-bye, everybody. Ông Mỹ Trắng đó, mọi khi mình đi phát cái ông mà cái nhà sạch thì là sạch á. Gần chỗ thiện á. Ông sạch thì là sạch vậy đó. Ông có xe đạp mà ông giữ được mấy năm trời là ông rất hay á. Ông nói là ông bỏ vô trong cái lều của ông xong khóa lại. Còn những người khác có cái có xe đạp được vài ngày là mất á. Ừ. Sơn một phát rồi. Ừ. Nó tháo ra bắn này, nó nối xe kia nối xe nào.